Xin chào các bạn, trong các bộ phim của Trung Quốc chúng ta đã quen với những chức quan như là thừa tướng hay là tể tướng. Vị thừa tướng rất là nổi tiếng ở trong phim đó là Tào Tháo, hay một vị tể tướng cũng rất nổi tiếng ở trong phim đó là tể tướng Lưu Gù. Vậy thừa tướng và tể tướng thực sự là có khác nhau hay không? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay, chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History với những câu chuyện về lịch sử. Thừa tướng ở Trung Quốc, đây chính là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến ngày xưa. Chức thừa tướng ở đây thì nó ứng rất là đúng với câu nói đó là dưới một người và trên vạn người. Thừa tướng chỉ dưới vua, dưới hoàng đế mà thôi. Và tùy theo từng thời kỳ mà có những cái thay đổi ít nhiều về tên gọi. Ngoài thừa tướng thì một chức vụ tương đương đó chính là tể tướng, tướng quốc hay là tướng gia. Chức vụ này được coi là tương đương với thủ tướng ngày nay. Như vậy thừa tướng và tể tướng đúng là về mặt câu chữ thì có khác. Thừa ở đây có nghĩa là bổ trợ. Ví dụ huyện thừa có nghĩa là người hỗ trợ ở trong huyện, còn tể ở đây có nghĩa là quản lý. Nhưng mà trên thực tế, thừa tướng hay tể tướng đều đứng sau duy nhất một người là hoàng đế. Và bản chất quyền lực của vị trí thừa tướng hay là tể tướng thì không hề khác nhau. Trách nhiệm chính của thừa tướng chính là thay vua hay là thay hoàng đế giải quyết mọi việc về chính sự của quốc gia. Vào thời Xuân Thu thì Quản Trọng là người đầu tiên trở thành tể tướng của nước Tề vào năm 685 trước Công Nguyên. Đến thời kỳ Chiến Quốc thì tại các nước chư hầu khác của nhà Chu cũng đều lập ra chức này. Thời nhà Tần, tên gọi chính thức của chức vụ này là thừa tướng. Đôi khi còn phân ra làm tả thừa tướng là người đứng đầu quan văn và hữu thừa tướng là người đứng đầu quan võ. Nếu mà một hoạn quan làm thừa tướng thì sẽ được gọi là trung thừa tướng. Nhà Hán có một thời kỳ không có chức thừa tướng mà chỉ có đại tư đồ mà thôi. Cho đến thời Hán Hiến Đế thì ông đã cho khôi phục lại chức thừa tướng. Tại sao lại là Hán Hiến Đế? Hán Hiến Đế chính là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Hán lừng danh. Và Hán Hiến Đế chính là vị vua sống trong thời đại Tam Quốc. Ông phục hồi lại chức thừa tướng và Tào Tháo là người đã giữ chức vụ này. Lúc này, quyền lực của thừa tướng Tào Tháo đã lấn át cả hoàng đế. Và thực tế là điều đó vẫn thường xảy ra khi một triều đại trở nên yếu kém. Và cũng thường sụp đổ không lâu ngay sau đó. Điều này cũng ứng đúng với nhà Hán. Chức danh thừa tướng hoặc tể tướng trong lịch sử Trung Quốc đã bị bãi bỏ từ thế kỷ 15, tức là một giai đoạn rất dài của triều đại nhà Minh và triều đại nhà Thanh thì không hề có chức này. Cụ thể, năm 1380, Minh Thái Tổ đã xử tử tể tướng Hồ Duy Dung vì nghi ngờ ông này có âm mưu đảo chính. Sau sự kiện trên thì Minh Thái Tổ đã bãi bỏ chức vụ tể tướng. Gọi là Minh Thái Tổ thì nghe có vẻ xa nhưng mà ông ta chính là Chu Nguyên Chương. Tự mình làm hoàng đế, trực tiếp điều hành chính sự và thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay của mình. Đây là một tiền lệ được các hoàng đế nhà Minh kế tiếp noi theo. Tuy nhiên chính sách này lại gia tăng áp lực về mặt công việc lên vai của nhà vua. Bởi vì bây giờ sẽ mất đi một người giúp việc, một người thay mặt mình để xử lý các công việc. Để giảm bớt gánh nặng thì Chu Nguyên Chương đã sáng lập ra chế độ nội các để các đại học sĩ làm việc tại đây giúp mình xử lý công vụ. Sau này khi mà nhà Minh sụp đổ thì nhà Thanh cũng noi theo chế độ nhà Minh. Và trong lịch sử nhà Thanh thì cũng không có chế độ thừa tướng hay là tể tướng. Như vậy ở trong phim chúng ta có ông tể tướng Lưu Gù, nhưng mà Lưu Dung lại không phải tể tướng vì chức quan này không hề tồn tại. Việt Nam ta cũng có sự học tập, đặc biệt là nhà Nguyễn thì học nhà Thanh rất nhiều. Nhà Nguyễn cũng không có chức vụ thừa tướng hoặc tể tướng vì sợ bị lạm quyền. Sau này có một chức vụ gần tương đương gọi là Thượng Thư Bộ Lại. Bộ Lại ở đây là một trong 6 bộ của hệ thống phong kiến Việt Nam. Bên cạnh Bộ Lại gồm có Bộ Lễ, Bộ Hộ, Bộ Binh, Bộ Hình và Bộ Công. Và chức năng chính của Bộ Lại là chuyên trách các vấn đề về quan tước, thăng giáng, thuyên chuyển, xét bổ công trạng cho quan lại, chỉnh đốn phép làm quan để giúp mọi việc chính sự trong nước cho nhà vua. Có thể nói Bộ Lại giống với Bộ Nội vụ bây giờ. Thượng thư Bộ Lại cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn đó là ông Phạm Quỳnh, một danh sĩ, một nhà văn hóa, một nhà báo nổi tiếng. Ông Phạm Quỳnh đã giữ chức vụ này cho đến hết tháng 8 năm 1945. Ngoài lục bộ, tức là 6 bộ, thì triều đình cũng có những cơ quan chuyên trách khác để xử lý công việc cho nhà vua. Ví dụ như là Hàn Lâm Viện sẽ lo việc soạn văn thư. Cố Tử Giám sẽ là nơi dạy dỗ đào tạo con em của vua chúa. Khâm Thiên Giám ở đây là bộ phận coi thiên văn, coi lịch pháp. Thái Y Viện thì lo việc thuốc men. Và Cơ Mật Viện sẽ tư vấn cho nhà vua về các việc hệ trọng. Chúng ta sẽ đến với hai câu chuyện về những tể tướng rất nổi tiếng ở trong lịch sử Trung Quốc. Nữ tể tướng duy nhất ở trong lịch sử Trung Quốc là ai?
Vào thời Đường, Võ Tắc Thiên từng làm một điều mà không ai nghĩ rằng phụ nữ có thể làm. Đó là tự lập ra triều đại riêng của mình, dù rất là ngắn ngủi. Ở bên cạnh Võ Tắc Thiên có một người phụ nữ được trọng dụng nhờ có học thức, sau này đã trở thành nữ tể tướng duy nhất của Trung Hoa. Người phụ nữ đó chính là Thượng quan Uyển Nhi. Uyển Nhi khi mới chào đời đã cùng với mẹ vào cung làm nô tỳ. Mẹ của Uyển Nhi là một người thông minh, trong nghịch cảnh vẫn không quên dạy con gái đọc sách và viết chữ. Uyển Nhi từ nhỏ đã có thể thuộc chữ, lại biết ngâm thơ, tỏ ra thông minh hơn người. Đó là điều mà những người phụ nữ ngày xưa, những người phụ nữ trong xã hội phong kiến hiếm khi có được. Khi mà Uyển Nhi mới 14 tuổi đã được Võ Tắc Thiên triệu kiến và ra đề mục khó khăn bắt phải giải đáp. Uyển Nhi mới viết trôi chảy, chỉ trong giây lát đã hoàn thành, dùng ngôn từ phong phú, hành văn hoa lệ, khiến cho Võ Tắc Thiên xem xong rất ưng ý, liền phong làm phi tần của Hoàng đế Đường Cao Tông để xóa bỏ thân phận nô tỳ và giao cho việc soạn thảo chiếu thư ở trong cung. Lúc bấy giờ Võ Tắc Thiên là hoàng hậu của Đường Cao Tông. Sau này khi mà Võ Tắc Thiên tự xưng làm hoàng đế, cướp ngôi nhà Đường, trở thành nữ hoàng duy nhất ở trong lịch sử Trung Quốc, Thượng quan Uyển Nhi trở thành cánh tay đắc lực của vị nữ hoàng. Và sự nghiệp trốn quan trường của Uyển Nhi thực tế không phải lúc nào cũng lên như diều gặp gió. Làm bạn với vua thì như chơi với cọp, hơn nữa lại là một người có tính cách thất thường như Võ Tắc Thiên. Uyển Nhi đã không ít lần suýt mất đầu vì không nghe lời Võ Tắc Thiên. Có lần thì Uyển Nhi đem lòng yêu một người đàn ông được Võ Tắc Thiên sủng ái. Nữ hoàng đã vô cùng giận dữ, sai người xăm lên mặt cho mà nhớ. Đối với phụ nữ thì hình phạt này không khác gì việc hủy đi dung mạo và bây giờ người ta gọi là tạt axit đấy. Uyển Nhi đã khắc phục bằng cách vẽ thêm bông hoa trên trán, tạo nên một xu thế mới và một cái phong cách trang điểm đặc trưng của các nữ quý tộc đời nhà Đường. Năm 698, Uyển Nhi được Võ Tắc Thiên giao hoàn toàn trọng trách xử lý tấu chương, quyết định việc triều chính, nắm quyền lực bậc nhất triều đình và được coi là nữ tể tướng. Thượng quan Uyển Nhi cũng sở hữu một đời sống riêng tư vô cùng phức tạp. Bà từng có quan hệ với nhiều người tình của Võ Tắc Thiên và một loạt các tình nhân nổi tiếng khác đương thời. Một số câu chuyện và các tác phẩm truyền hình lại gán ghép nữ tể tướng này với Địch Nhân Kiệt. Tuy nhiên, đây là một giả thiết không được đánh giá cao. Một tể tướng nữa cũng rất đặc biệt, đó là người Việt duy nhất Đỗ Trạng Nguyên rồi làm tể tướng ở Trung Hoa. Trong lịch sử có ghi chép câu chuyện về hai anh em họ Khương ở xứ An Nam sang tận kinh đô của nhà Đường khảo thí cùng các anh tài của Trung Quốc thời bấy giờ. Cả hai đều đỗ tiến sĩ, trong đó có một người đỗ đầu trên bảng vàng rồi làm quan cho nhà Đường tới chức tể tướng. Đó là ông Khương Công Phụ. Ông Khương Công Phụ quê ở Thanh Hóa bây giờ, sống tương ứng với nhà Đường ở Trung Quốc. Từ bé đã nổi tiếng là người thông minh, có trí nhớ tuyệt vời. Tương truyền lúc Khương Công Phụ còn nhỏ, bố ông đã thấy con sáng dạ nên mừng lắm. Bố của ông mới tìm người giỏi chữ để dạy học cho hai anh em. Khương Công Phụ tiến bộ rất nhanh, khiến thầy giáo phải ngạc nhiên khen ngợi. Sau khi học thành tài, hai anh em Khương Công Phụ và Khương Công Phục đã tham gia các kỳ thi. Năm ấy chỉ có 8 người sĩ tử đứng đầu An Nam, tức là tên gọi dành cho nước Việt dưới thời nhà Đường, mới được sang Trường An, kinh đô của nhà Đường thi tiếp. Khoa thi dưới triều Đường Đức Tông vào năm 784, quả thật là một sự kiện đặc biệt làm chấn động cả trời đất Trường An, Trung Quốc. Hai anh em người Việt cùng đỗ đại khoa, Khương Công Phụ và Khương Công Phục. Tại kỳ thi này, Khương Công Phụ đỗ đầu. Sau khi Đỗ Trạng Nguyên, thì Khương Công Phụ được vua Đường phong chức hiệu thư lang, đó là một chức quan văn. Sau đó thì ông đã dâng lên vua bài kế sách trị nước với nhiều ý tưởng xuất sắc. Vua Đường rất là kính nể, phong cho ông những chức vụ cao hơn. Đặc biệt, nhờ sự kiện ông can gián vua trong binh loạn Trường An mà được thăng chức tương đương với tể tướng. Nhờ Khương Công Phụ mà vua Đường nhiều phen thoát được họa lớn, nhưng cũng chính sự ngay thẳng đã làm hại ông. Năm 784, khi binh loạn còn chưa dứt, thấy vua Đường làm lễ cho công chúa quá lớn rồi lại còn xây lăng tháp, Khương Công Phụ đã viết can gián với mong muốn đức vua nên chú trọng nuôi quân hưng thịnh để đất nước được yên. Đúng lúc thương tiếc con lại nghe lời trái tai của Khương Công Phụ, vua Đường đã tức giận và giáng chức của ông. Quả thật, một người xứ An Nam lại làm tể tướng, từng làm tể tướng đứng đầu cả một triều đình phương Bắc chỉ dưới hoàng đế là một sự kiện có 102 trong lịch sử. Ngày nay ở Thanh Hóa, dòng họ Khương có lập đền thờ Khương Công Phụ tại vị trí ngay trên nền nhà cũ của ông ở làng Tường Vân, xã Định Thành, huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.